sinh bởi thần khí, nước trời sẽ tới. Ông Nicodeme, thủ lĩnh Do Thái, thuộc nhóm Pharisêu. Một đêm, ông đến gặp Chúa Giêsu, nói: Thầy thuộc nước trời, qua những dấu lạ, Chúa sai thầy đến, Chúa ở cùng thầy. Chẳng được sinh lần nữa, bởi ơn trời, thì chẳng ai thấy được nước Thiên Chúa. Người đã già, làm sao sinh được nữa? Lại phải vào lòng mẹ sao? Nicodeme thưa: Bởi người sinh ra là xác thịt, sinh bởi nước thần khí, là thần khí, sinh bởi thần khí, nước trời sẽ tới, phải sinh lần nữa mới về thiên đường. Gió trời tự do thổi khắp bốn phương, nghe tiếng gió biết gió từ đâu đến. Ai bởi thần khí sinh ra cũng vậy, thần khí ấy chỉ Thiên Chúa ban cho. Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra? Ông là thầy Israel lại không biết được. Tôi nói sự thật vì tôi đã biết, chỉ con Chúa từ trời xuống biết thôi. Chuyện dưới đất các ông còn nghi ngờ, thì chuyện trên trời làm sao hiểu nổi. Khi Môsê xương cao rắn, Israel được cứu, còn Thiên Chúa cũng phải được dương cao. Ai tin con Chúa sống lại muôn đời, vì yêu loài người con Chúa xuống thế, ánh sáng giáng ngự để phân lành dữ. Ai làm điều ác thì chúng tối tăm, ai theo sự thật ánh sáng ở cùng, bởi việc người làm nhận biết Chúa khiến con Chúa giáng trần chẳng để lên án. Ai tin con Chúa sẽ được cứu độ, ai tin con Chúa sống lại muôn đời, vì yêu loài người con Chúa xuống thế, ánh sáng ráng ngự để phân lành dữ. Ai làm điều ác thì chuộng tối tăm, ai theo sự thật ánh sáng ở cùng, bởi việc người làm nhận biết Chúa khiến con Chúa giáng trần chẳng để lên án. Ai tin con Chúa sẽ được kiếm.